Xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tuần mới gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, giúp cho các bạn nắm bắt vận trình của mình và cải biến được tốt hơn. Một. Tử vi tuổi Tý từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Vận trình của tuổi Tý cho thấy, nhiều khía cạnh bí ẩn của tuổi Tý sẽ được tiết lộ trong tuần này và chúng khiến con giáp này có cảm giác thiếu an toàn. Bản mệnh sợ hãi tổn thương nên thường sẽ từ chối chia sẻ những tâm sự của mình trong thời gian này. Tuần lễ mới sẽ khích lệ con giáp này thể hiện nhiều hơn những cảm xúc bên trong với người thân thiết, nếu để mãi trong lòng sẽ cảm thấy mệt mỏi thêm. Giữa tuần là thời điểm khó khăn nhất của bản mệnh, do đó, người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối mặt với thương quan. Sự chuẩn bị rất quan trọng vì chúng hạn chế cho con giáp này những thiệt hại không đáng có. Vận trình tình cảm tuy không được như ý nhưng đây lại là lúc bản mệnh muốn chia sẻ nhiều hơn với một người nào đó. Điều này có thể mang lại một tình bạn khăng khít hơn, hoặc một mối quan hệ tình cảm đáng trân trọng. Những nỗi lo lắng bấy lâu của con giáp này về chuyện tiền bạc tài chính cũng được giải quyết gọn gàng nhờ sự hỗ trợ của Thái Âm Cát Tinh mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh. Quan trọng là bản mệnh phải biết đón nhận, tránh tâm lý bi quan như trước đây đấy nhé. Hai. Tử vi tuổi Sửu từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Vận trình tuần mới của tuổi Sửu cho thấy, tuổi Sửu đang có nhiều trăn trở, một lỗi lầm nào đó khiến tuổi Sửu không thể làm ngơ được nữa. Con giáp này có thể nói chuyện thẳng thắn với đối phương về vấn đề này. Nhưng hãy tập trung tìm kiếm một giải pháp tốt cho cả hai hơn là mãi xoáy sâu vào khuyết điểm của họ. Khó khăn đổ dồn lên vào ngày đầu tuần khi kiếp tài ngáng đường không cho bản mệnh thực hiện những kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, chỉ cần đủ bình tĩnh thoát khỏi hai ngày đầu là những ngày sau đó sẽ trở nên suôn sẻ hơn, tuy nhiên, lúc này người tuổi Sửu vẫn không được chủ quan đâu đấy nhé. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh sẽ không thể thay đổi cả một con người. Tất cả những gì con giáp này có thể làm là đứng lên cho chính bản thân, cảm xúc và giá trị của mình. Những người khác sẽ phải hoặc chấp nhận hoặc rời bỏ. Do đó, nếu có người đang đẩy tới giới hạn của mình, cả hai nên dừng lại. Có dấu hiệu thay đổi và sự dịch chuyển trong cuộc sống của bản mệnh, tuy nhiên vì đó là những việc mà con giáp này đã có kế hoạch từ sớm nên không có gì đáng phải nghĩ ngợi quá nhiều cả, hãy bình tĩnh để xử lý từng thay đổi nhỏ nhé. Bản mệnh luôn tự thay đổi số phận, chẳng bao giờ ngồi một chỗ đợi vận may. Ba. Tử vi tuổi Dần từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới dự báo với tuổi Dần, mọi quan điểm và ý đều đang được hình thành bởi óc sáng tạo nhưng chúng lại bị giới hạn bởi thực tế. Đây cũng chính điều khiến con giáp này cảm thấy không thoải mái khi phải đối mặt, thay vì trò chuyện với người không hiểu chuyện thì nên nói với người có cùng chí hướng. Có thực thần che chở nên tuần này vận trình của bản mệnh khá suôn sẻ, thuận lợi với sự hỗ trợ của rất nhiều người. Tuy nhiên, người tuổi Dần vẫn có thể để xảy ra sai sót vào giữa tuần và khiến mọi chuyện rối tinh trước khi có được sự giúp đỡ của người có kinh nghiệm. Đường tình duyên ổn định, đôi bên thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Bên cạnh đó, con giáp này nên từ tốn, cần phải thận trọng trước mọi thứ lấp lánh quá mức, chưa chắc chúng đã là vàng như bản mệnh nghĩ đâu. Sự thận trọng là cần thiết, có quá nhiều thứ mà bản mệnh buộc phải nâng cao cảnh giác đấy. Thái Dương Cát Tinh nhắc nhở con giáp này sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống trong tuần này, những người bạn xa lạ với những suy nghĩ khác biệt. Nhờ thế, mọi người yêu mến bản mệnh, đón nhận và thực sự mong đợi sự ủng hộ của tuổi Dần. Bốn. Tử vi tuổi Mão từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Tuần này với những gì xảy ra, người tuổi Mão sẽ buộc phải học cách chấp nhận mọi thứ như nó vốn có, dù cho con giáp này có thích hay không. Cuộc sống là vậy, mỗi chúng ta cần phải vượt qua những cảm xúc của chính mình để có thể trưởng thành hơn mỗi ngày.
Vận trình tuần mới niềm vui và nỗi buồn luôn xen lẫn và đồng hành khiến chính bản mệnh cũng không hiểu chính mình nữa. Nhất là khi đối mặt với thiên quan vào giữa tuần đã khiến tuổi Mão thất vọng, nhưng may mắn là ngày hôm sau con giáp này đã tìm được niềm vui cho mình. Dường như bản mệnh đang có một nỗi lo lắng nào đó về gia đình hoặc người bạn thân thiết của mình chăng? Đừng quá căng thẳng như vậy, hãy học cách đặt niềm tin vào họ nhé. Mỗi người có mỗi cuộc sống, và mỗi chúng ta đều phải học cách sống tốt nhất trong khả năng của chính mình. Thái tuế hung tinh đẩy con giáp này vào một tai nạn bất ngờ hoặc một mối quan hệ không mong muốn hay sai sót trong công việc. Dù việc gì xảy ra, bản mệnh chớ có tâm lý đổ lỗi, hãy nhìn nhận xem bản thân mình đã làm sai những gì và tìm cách sửa chữa nó càng sớm càng tốt. Năm. Tử vi tuổi Thìn từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới cho thấy tuổi Thìn phải bước ra ngoài và cho mọi người thấy công sức của mình. Đây cũng là thời gian để con giáp này tập trung vào hạnh phúc của bản thân. Hãy cho con người theo chủ nghĩa hoàn hảo như bản mệnh thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Tuần này bên cạnh thuận lợi vẫn có những sự cố khó lường xảy ra khi con giáp này tự tin vào bản thân mình nhất, do đó, làm gì cũng phải cẩn trọng. Nhưng dù sao, qua đây bản mệnh cũng được thể hiện được khả năng, năng lực của mình với sự hỗ trợ của chính quan. Vận trình tình duyên sẽ không còn phải khiến tuổi Thìn buồn khi bạn suy nghĩ cẩn thận từ lúc đầu, khi đó con giáp này sẽ hiếm khi đưa ra các lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên, trước mắt hãy tạm dừng các quyết định quan trọng. Có thể hai người sẽ tìm ra cách để biến ý tưởng hay ho kia thành hiện thực. May mắn là đã có Bạch Việt chủ đào hoa nâng đỡ nên có thể cuối cùng bản mệnh đã thở phào nhẹ nhõm vì đã có quyết định đúng đắn. Tuy chuyện tình cảm khó nói và không có gì là hoàn hảo, nhưng con giáp này đã tạm hài lòng với những gì mình có. Rồi mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Sáu. Tử vi tuổi Tỵ từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Tử vi phương Đông nói rằng tuần này không có gì đáng phải nghĩ cả, nhưng mâu thuẫn có thể nổ ra giữa tuổi Tỵ và một thành viên mới trong nhóm nào đó, tuy nhiên vấn đề không quá căng thẳng như con giáp này nghĩ đâu. Hãy cố giữ bình tĩnh và giải quyết mọi việc một cách thấu đáo hơn nhé, đừng nóng vội. Chính ấn hỗ trợ từ đầu tuần nên bạn tiết kiệm được khá nhiều năng lượng khi đi đúng đường và hiệu quả công việc tăng cao. Tuy nhiên, cuối tuần có thể xảy ra chuyện khiến bản mệnh phải phiền lòng đấy, hãy bao dung với lỗi lầm của người khác, người tuổi Tỵ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Vận trình tình cảm có nhiều sự việc xảy ra không như mong muốn, ví dụ như có những cặp đôi nhận sự chỉ trích của mọi người hoặc người thân không đồng ý mối quan hệ của hai người. Thế nhưng con giáp này hãy tỉnh táo và tránh việc nói những lời mỉa mai, chống đối khiến sự việc xấu đi. Thiên cầu hung tinh mang lại rắc rối liên quan tới các vấn đề sức khỏe của bản mệnh. Với thời kỳ dịch bệnh hiện tại thì việc giữ cho tinh thần thoải mái cực kỳ quan trọng, do đó để cơ thể sớm hồi phục thì bản mệnh nên tìm cách để được nghỉ ngơi đầy đủ, buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực để cơ thể nhanh chóng hồi sức. Bảy. Tử vi tuổi Ngọ từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của tuổi Ngọ, nhìn chung cả tuần người tuổi Ngọ không có nỗi lo nào quá lớn cả, ngoài tham gia vào các hoạt động thể chất, con giáp này cũng nên chú ý đến tinh thần của mình. Bắt đầu từ đây, tầm nhìn và quan điểm của bản mệnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhờ đó mà các công việc liên quan tới nhóm suôn sẻ trở lại. Chính tài mang tới tin vui liên quan tới tài lộc của con giáp này trong tuần, tuy nhiên cơ hội khá nhỏ, nếu tuổi Ngọ không đủ tinh ý để đón nhận thì để vụt qua tay khá nhanh. Cuối tuần vẫn có chút khó khăn đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo xử lý tình hình nữa đấy nhé. Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ đang có dấu hiệu đi xuống và việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức để cải thiện trong thời gian này. Có những chuyện chỉ có từ con giáp này mới có thể tìm ra giải pháp cho riêng mình, nếu ai đó cho bản mệnh ý kiến cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Sao thiên đức trợ mệnh cho thấy đường công danh sự nghiệp khá thuận lợi và tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc. Dường như ông trời không lấy đi hết những gì con giáp này đang có, vì thế đừng vì một chuyện buồn mà làm ảnh hưởng tới các khía cạnh khác trong cuộc sống của mình.
8. Tử vi tuổi Mùi từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này, có những điều diễn ra khá mập mờ khiến tuổi Mùi thấy buồn nhưng lại không hề thích phỏng đoán. Vậy nên, nếu xuất hiện bất kỳ phản ứng tình cảm nào giữa con giáp này và đối phương, hãy mạnh dạn khai phá chúng. Những trở ngại bắt đầu được hình thành giữa một số cặp đôi đang yêu nữa đấy. Tuần mới của bản mệnh không như ý chủ yếu vì người tuổi Mùi hay xen vào cuộc sống của người khác dù đó là ý tốt. Tuy nhiên đừng quên rằng mỗi người một cuộc sống, con giáp này không thể quyết định thay ai đó được đâu. Hãy tỉnh táo và tập trung nhiều hơn cho đời sống cá nhân thì hơn. Tỷ kiên gây ra những rắc rối liên quan tới mối quan hệ tình cảm nên thời gian này bản mệnh đừng dành để tập trung vào việc mở rộng hay cải thiện chuyện tình cảm. Con giáp này có thể suy nghĩ thêm về cách gia tăng tài sản, tiền bạc sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Bạch hổ hung tinh dự báo có tai họa bất ngờ khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút hoặc có thể là một rắc rối gây bất lợi cho sức khỏe của bạn. Trong thời kỳ dịch bệnh, con giáp này nên tập trung cải thiện chế độ ăn và không quên chăm chỉ tập luyện để có một cơ thể cường tráng hơn. Chín. Tử vi tuổi Thân từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Tuần mới hứa hẹn đem lại cho người tuổi Thân ánh hào quang mà mình hằng mong muốn. Nói cách khác, bản mệnh sẽ nhận được sự chú ý từ mọi người và đây chính là thời điểm thích hợp để bạn tạo dựng danh tiếng cho mình. Tuy nhiên, trước đó con giáp này hãy định hình danh tiếng của bản thân. Thuận lợi và khó khăn trong tuần này tương đương nhau vì thế tuổi Thân nên bình tĩnh đón nhận những rắc rối đến với mình vì cuối cùng con giáp này cũng sẽ tìm được cách giải quyết mà thôi. Điều quan trọng là không nên nghĩ nhiều gây ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân. Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ tăng tiến và hứa hẹn nhiều niềm vui trong tuần này, tình cảm vững bền sau bao sóng gió trong cuộc sống. Mối quan hệ của nhiều cặp đôi cũng sẽ khởi sắc nhất là khi hai người đang có kế hoạch kết hôn hoặc sinh con trong năm nay. Nhân khi có cát tinh giúp sức con giáp này hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch đang dang dở của mình. Bản mệnh muốn trở thành người như thế nào và được biết đến ở khía cạnh nào. Giữ tầm nhìn đó trong tâm trí của mình và hành động bất chấp nỗi sợ hãi đang ngự trị bên trong. Mười. Tử vi tuổi Dậu từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi tuần mới tuổi Dậu, cho thấy với những mối quan hệ của tuổi Dậu đang xây dựng trong thời gian gần đây có thể phát triển đến mức độ cao hơn trong tuần này. Điều này cũng có nghĩa là bản mệnh có thể kết thân được với nhiều người bạn mới, mở rộng mối quan hệ của bản thân. Vận trình công danh sự nghiệp khá thăng trầm. Có không ít khó khăn trong công việc đang đón chờ con giáp này trong tuần nhưng may mắn là có thực thần che chở và xuất hiện vào đầu tuần thì bản mệnh nên tận dụng tốt để hạn chế bớt những thiệt hại cho mình vào những ngày còn lại. Đường tình duyên của người tuổi Dậu sẽ nở rộ với những nàng độc thân. Bạn có thể gặp được tình yêu mới nếu bạn chịu cởi mở và quan sát xung quanh. Người mà bản mệnh luôn tìm kiếm có thể xuất hiện ở những nơi bạn không ngờ tới. Các cặp đôi có thể tiến triển đến một cột mốc quan trọng trong tình cảm. Xuất hiện đại hao cho thấy xu hướng tiêu tiền khá hoang phí của con giáp này trong thời gian gần đây. Dường như bản mệnh luôn có lý do để chi tiền hợp lý và không thể cưỡng lại được những món đồ mà mình yêu thích. Hãy cẩn thận nếu không muốn quay vào guồng nợ nần trước đây. 11. Tử vi tuổi Tuất từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng tuổi Tuất nên dành thời gian để cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại của mình nếu không muốn nó tan vỡ. Con giáp này chớ nên làm mọi thứ một cách bản năng quá, hãy học hỏi thêm để có cái nhìn mới mẻ hơn trong chuyện tình cảm của mình. Về phương diện công danh sự nghiệp thoát ra khỏi những trở ngại vào đầu tuần, những thông tin tốt nhận được khiến cho bản mệnh vô cùng phấn khích. Tuy nhiên đừng để những cảm xúc nhất thời ấy khiến cho người tuổi Tuất mất đi sự tỉnh táo cần thiết khi xử lý mọi việc. Những nỗ lực của con giáp này để thúc đẩy một mối quan hệ hợp tác có thể thu về nhiều kết quả khả quan. Những thông tin tốt nhận được khuyến khích bản mệnh dấn thân vào hành trình mà mình đang đeo đuổi, tuy nhiên cũng cần phải lập ra một kế hoạch cụ thể trước đã, chớ vội vàng. Hành động hấp tấp có thể mắc sai lầm đấy.
Ảnh hưởng của tiểu hao cho thấy dù người tuổi Tuất đã cố gắng kiểm soát tình hình để tránh chi tiêu quá tay nhưng vẫn không hoàn toàn tránh khỏi những việc này. Con giáp này chỉ còn cách tiết kiệm chi tiêu hơn trong những ngày tiếp theo để hạn chế việc nợ nần trong thời gian tới mà thôi. Tử vi tuổi Hợi từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới của tuổi Hợi cho thấy, vận trình đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng xấu đi nhưng không có nghĩa là con giáp này có quyền đánh mất mình vì ai đó. Bản mệnh không cần phải níu kéo một mối quan hệ độc hại đâu. Trong chuyện tình cảm các nàng độc thân sẽ cần thêm thời gian tìm hiểu về bản thân trước khi bắt đầu tình yêu mới. Con giáp này có phần duy tâm, suy nghĩ mọi việc ở góc độ cảm tính nhiều hơn là lý trí. Mọi quyết định của bản mệnh sẽ nhuộm màu sắc cảm xúc thế nên đừng vội vàng trước những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống thực tiễn nhé, chúng không hề tốt chút nào. Hãy tỉnh táo và sáng suốt hơn trước những công việc quan trọng, đừng để cảm xúc điều khiển và đánh mất đi lý trí của mình. Người tuổi Hợi hãy chậm lại để suy xét mọi thứ kỹ càng hơn nhé, con giáp này không nên xem nặng việc gì quá trong giai đoạn này đâu. Thái âm cát tinh hỗ trợ cho bản mệnh thoát khỏi khó khăn hiện tại, con giáp này hào hứng với việc học hỏi những kiến thức mới mẻ trong đời sống. Đây là cơ hội tốt để tuổi Hợi làm mới bản thân và có thể tự tin dấn bước trong những hành trình mới, khác biệt đấy. Trên đây là tử vi tuần mới từ 15